Sáng ngày 1 tháng 11 năm 2024, huyện Lang Chánh đã tổ chức hội nghị triển khai đề án của Giám đốc Công an tỉnh về xây dựng xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố không ma túy trên địa bàn huyện Lang Chánh giai đoạn 2024-2025. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Lữ Đức Trung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo 138 huyện chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo 138 huyện nhấn mạnh, trong những năm qua, công tác phòng chống tội phạm và kiểm soát ma túy trên địa bàn huyện đã được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Với vai trò nòng cốt là lực lượng công an đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về hiểm họa, tác hại của ma túy được nâng lên. Tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện từng bước được kiềm chế. Lực lượng công an huyện đã phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh triệt xóa nhiều vụ án ma túy, không để hình thành điểm tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn. Đến thời điểm hiện tại, qua khảo sát đánh giá, trên địa bàn huyện có 3 đơn vị xã không có người nghiện tội phạm ma túy là xã Lâm Phú, Chí Năng và xã biên giới Yên Khương. Những kết quả đó đã góp phần thiết thực cho nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội của huyện, mang lại cuộc sống bình yên cho mọi gia đình, cộng đồng và xã hội. Để thực hiện mục tiêu xã, thị trấn và huyện không có ma túy, đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo 138 huyện đề nghị đại biểu tham dự tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ các nội dung, cùng chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm và có giải pháp căn cơ để hoàn thành được mục tiêu của đề án. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Quang Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Công an huyện đã thông qua đề án và nghị quyết, kế hoạch văn bản của huyện. Đồng thời, các đại biểu được theo dõi phóng sự về tình hình tổ chức triển khai thực hiện đề án và công tác phòng chống ma túy của lực lượng chức năng, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn cả nước, trong tỉnh và tại huyện Lang Chánh. Thời gian qua, huyện Lang Chánh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp các ngành đối với công tác đấu tranh phòng chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn. Qua rà soát, đến nay, trên địa bàn có 219 người liên quan đến ma túy, trong đó có 103 người có tiền án, tiền sự về ma túy. Cụ thể, 24 người nghiện, 13 người sử dụng trái phép chất ma túy, 7 người quản lý sau cai nghiện, 30 người nghi nghiện chất ma túy, 73 người nghi sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số này, có 115 người vắng mặt không có ở địa phương. Số người có liên quan đến ma túy tập trung ở các địa bàn như thị trấn Lang Chánh, Giao Thiện, Đồng Lương và xã Yên Thắng. Lãnh đạo huyện đã chỉ đạo công an huyện bám sát nhiệm vụ, giải pháp của đề án để tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình, đặc điểm địa bàn. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch xây dựng xã, thị trấn, huyện không ma túy trên địa bàn giai đoạn 2024-2025, Công an huyện tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch, trọng tâm là chủ động nắm chắc tình hình, tiến hành ra soát, khảo sát và xác định các tuyến địa bàn trọng điểm, loại đối tượng, từ đó dựng các đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy. Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, triển khai đồng bộ các giải pháp để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm làm giảm phát sinh người nghiện và sử dụng trái phép chất ma túy, tiến tới trên địa bàn huyện không ma túy, tổ chức đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy, kiên quyết không để hình thành các điểm tụ điểm phức tạp về ma túy, không để xảy ra việc trồng tái trồng cây có chứa chất ma túy. Xác định công tác phòng chống ma túy là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và đông đảo quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý người nghiện, quản lý sau cai nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng người sau cai nghiện, đối tượng chấp hành xong hình phạt tù về ma túy, quyết tâm thực hiện hoàn thành 10 trên 10 xã, thị trấn không ma túy. Các đại biểu đã tập trung thảo luận về những khó khăn, kiến nghị, đề xuất, trong đó chú trọng các giải pháp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về phòng chống ma túy, tổ chức các chiến dịch tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy, quản lý chặt chẽ người sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy,
và quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy, người chấp hành xong hình phạt tù về ma túy tái hòa nhập cộng đồng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác phòng chống ma túy trên địa bàn huyện thời gian qua. Để thực hiện có hiệu quả đề án, đồng chí yêu cầu các cấp các ngành cần phải huy động vai trò trách nhiệm của mình trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy, coi đây là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó lực lượng công an huyện đóng vai trò là nòng cốt. Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, ngay sau hội nghị triển khai đề án, cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể từ huyện đến các xã, thị trấn cần phải bám sát mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ giải pháp của đề án để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu đề ra. Quá trình thực hiện các nội dung của đề án phải bám sát chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Với phương châm lấy phòng ngừa là trọng tâm, mỗi người dân, mỗi cán bộ đảng viên phải phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy, nêu cao tinh thần cảnh giác, tự phòng, tự bảo vệ mình và người thân trước tệ nạn ma túy. Đồng chí đề nghị các cấp các ngành ở địa phương cần tích cực tham gia, cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân trong tổ chức triển khai thực hiện đề án. Bên cạnh đó, địa phương cần tăng cường công tác hỗ trợ cai nghiện sau cai nghiện trở về tái hòa nhập cộng đồng, khuyến khích, tạo điều kiện cho các cá nhân, doanh nghiệp tham gia công tác này. Riêng lực lượng công an cần tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan, đẩy mạnh công tác nắm tình hình, sớm nhận diện và tuyên truyền phổ biến pháp luật và cảnh báo phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, cũng như hậu quả, tác hại của ma túy để nhân dân cảnh giác, phòng ngừa, đấu tranh, tố giác. Cùng với đó, lực lượng công an huyện và công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cần chủ động đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy, tập trung lực lượng, phương tiện và điều kiện đảm bảo cho mục tiêu xây dựng xã, thị trấn, huyện không ma túy trong năm 2025.